Trước diễn biến dịch phức tạp, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 với những biện pháp mạnh mẽ hơn từ ngày 23 tháng 8 đến hết ngày 6 tháng 9 năm 2021. Tại cuộc họp trực tuyến tối ngày 19 tháng 8 với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận là trọng điểm dịch, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu thực hiện bằng được việc cách ly triệt để giữa người với người, gia đình với gia đình, xã phường với xã phường, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, bảo đảm y tế, bảo đảm trật tự an ninh xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, tổ chức xét nghiệm thần tốc và nhấn mạnh nếu thiếu lực lượng thì công an, quân đội sẽ đáp ứng, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng phối hợp với thành phố Hồ Chí Minh triển khai nhiệm vụ này. Tiếp theo các đội quân áo trắng là sắc xanh, vàng của các chiến binh, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an ngay sáng ngày 21 tháng 8 đã xuất quân, đưa lực lượng tăng cường từ Hà Nội và một số tỉnh thành vào thành phố Hồ Chí Minh. Trong những ngày tới sẽ có thêm hàng nghìn bác sĩ, học viên, cảnh sát cơ động cùng nhiều xe cứu thương, các phương tiện cùng các công việc khác. Lực lượng này sẽ là thành viên các tổ công tác tiếp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân, các tổ quân y tới tận nhà điều trị, chăm sóc các F0. Vậy mà, trái với tình nghĩa sâu nặng cùng nỗi lo thắt lòng của triệu trái tim hướng về miền Nam ruột thịt, Việt Tân, Chân Trời Mới Media và một số kẻ khác lại đang rú gào một cách man dại vì sự hả hê trước những khó khăn khốc liệt mà thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác đối mặt. Trong tiếng rú gào đó, họ phủ nhận sạch sành xanh những nỗ lực của chính quyền và người dân. Họ cố tình không thấy, dù các biện pháp chống dịch còn lúng túng, bất cập, nhưng không thể nói chính quyền không nỗ lực. Họ cố tình nhắm mắt trước nguyên nhân chủ yếu gây nên thảm kịch tại thành phố Hồ Chí Minh là do sự tàn phá nguy hiểm của biến thể Delta. Thảm cảnh nó gây ra đâu chỉ với thành phố Hồ Chí Minh, với Việt Nam, mà gần như với cả thế giới. Áp dụng giãn cách hay phong tỏa xã hội trong các tình huống này là việc buộc phải làm, mọi quốc gia đều đã hoặc đang làm. Họ vu khống trắng trợn cộng sản mang quỹ vaccine gửi ngân hàng lấy lãi, cộng sản kỳ thị vùng miền, dành phần lớn vaccine cho Hà Nội. Quân đội, công an hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch bị xuyên tạc thành Hà Nội huy động lực lượng quân đội vào Sài Gòn để dẹp loạn nếu dân đói làm loạn. Quân đội sẽ đàn áp nếu dân đói xuống đường biểu tình đòi quan chức mở kho lương. Khích bác cộng sản dùng xe tăng đi giao hàng, như miệng lưỡi những phần tử côn đồ mạng Lê Ánh, Phạm Minh Vũ, Trung Điền, Thái Hậu. Tất nhiên, thực tế bác bỏ những lời vu khống trắng trợn đó. Nguồn quỹ vaccine ngày một tăng nhờ nhiệt tâm ủng hộ của người dân, doanh nghiệp. Quỹ đã và sẽ tiếp tục sẵn sàng giải ngân bất kỳ lúc nào nếu có nguồn vaccine. Với tinh thần cả nước vì thành phố Hồ Chí Minh, thành phố được ưu tiên lượng vaccine nhiều nhất và đã đạt số mũi tiêm cao nhất trên tỷ lệ dân. Cuộc chiến chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh và nước ta rồi sẽ còn tiếp diễn với nhiều khó khăn, thử thách. Việt Tân và đồng bọn đang soi mói bằng những cặp mắt cú, sẵn sàng tiếp tục hô hoán, kích động, làm phân tán ý chí, quyết tâm, sự đoàn kết của chính quyền và người dân. Thế nên một lời nhắc nhủ không từ lúc này là, với những kẻ côn đồ mạng, hãy cảnh giác. Từ lúc này là